xin thân chào quý vị của chương trình ẩm thực ngày nay đã trở lại phần 2 với cái món canh chua cá kho tộ. Thu Hương ngửi thấy cái mùi cá kho nó thơm quá. Nếu mà Thu Hương có hơi bị bắp và thông cảm là tại vì mình ăn uống bằng mắt và bằng mũi, bây giờ nó đã điều khiển cái chế độ thử của Thu Hương rồi. Vậy thì bây giờ Phụng ơi phải nhanh tay lên. Bây giờ mình để đậu bắp cho nha. Đậu bắp vô nha. Rồi. Đậu bắp quá ngon, Phụng lựa mấy cái trái đậu bắp cũng hay quá ha Phụng. Nhà mình á, nếu mà đi chợ á vào mùa hè này thì nó sẽ có rất là nhiều đậu bắp giá rất là ok, chỉ vài đồng thôi. Nhưng mà mình lựa những trái nhỏ như vậy nè, nó ngon. Và đặc biệt á, cái đậu bắp này á, thì theo bác sĩ mà hướng dẫn cho mẹ Phụng là người lớn tuổi á, những cái khớp của mình mà bị đau á, thì nên ăn đậu bắp vào nhiều, nó sẽ giúp tái tạo những cái sụn, những cái chất nhờn ở khớp á chị. Thành ra nếu mà những cái quý vị mà lớn tuổi đó thì mà mình nên ăn nhiều đậu bắp, và đặc biệt đậu bắp thì nấu canh chua này thì rất là ngon. Rồi xong rồi tiếp theo Phụng cho gì nữa Trung? Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ để cá ha. Lý do mà Phụng cũng không để cá sớm quá là tại vì Phụng có muốn là cá nó vừa chín, tại mà cá mà nó mình nấu lâu quá đó thì nó sẽ bị bở, bị mà cá này là vừa chín là nó sôi lên là chín hả? Dạ đúng rồi chị. Khi mà cá nó vừa chín rồi là mình sẽ để những cái món còn lại của mình, ba món rồi, còn bây lại giờ của là mình. Thương canh cá nha, sôi lên thôi ha. Chị ơi bây giờ cái cá kho mình đã chín rồi đó quý vị. Bây giờ vậy thì bây giờ là phải cần có cơm ha. Dạ. Mình phải cần có cơm nha. Đây, bây giờ xin mọi người hãy nhìn cận cái cảnh để thấy cá kho của mình nha. Ngon quá, rất màu đẹp quá, hay quá. Ngày rất là nay, nhanh cả nhà mình ha. Ngày hôm nay quý vị của ẩm thực ngày nay biết không, ngày hôm nay Thu Hương học được cái cách mà làm nước màu nhìn nó hấp dẫn quá. Mà quý vị ơi, quý vị nhớ email cho Thu Hương và Bạch Phụng qua chương trình, qua email ẩm thực ngày nay @quốcviet.com. Thu Hương rất là cảm ơn quý vị mà khi mà Thu Hương mà đi ra chợ thì quý vị ai cũng biết là Thu Hương có phải là chương trình ẩm thực ngày nay không. Có một hôm đó Bạch Phụng biết không, Thu Hương rất là khuya, Thu Hương ở cái chỗ LA Fitness đó, Thu Hương vừa mới đi bê lên đầu tóc chưa chải thì Thu Hương vừa mới chào các cô, thì các cô ơi có phải là cô của ẩm thực ngày nay không, tại vì tôi nghe cái miệng cô là tôi biết. Quý vị biết không, nếu mà Thu Hương không nói nhiều thì ẩm thực ngày nay nó cái món ăn nó không chín, cho nên quý vị thông cảm nha, tôi phải nói để cho quý vị coi show ẩm thực ngày nay đừng có buồn ngủ. Đã cảm ơn quý vị đã nhận ra Thu Hương ở khắp nơi khi qua chương trình ẩm thực ngày nay. Trở lại với Bạch Phụng nè. Yeah. Bây giờ Bạch Phụng có cần nêm nếm gì không hay là nấu cái việc không Phụng cần mà... Phụng cảm thấy vừa miệng rồi đó. Wow. Nghe không? Chỉ là hai cái muỗng canh, hai cái tô này nè nha quý vị, hai cái tô này lại. Hai tô này mà tôi nghĩ là cái tô này nè nó khoảng chừng 25 cho đến 30 ounce đó quý vị. Có thể là 3 cup đó quý vị. Mình ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, nhưng mà Thương thấy không? Thấy là Bạch Phụng rất là hay vì nước đúng là mình cho lên nó ra 3 tô. Yeah. Nãy Thương mới nói ủa sao có 2 tô ít quá, Phụng nói chị Hương à để cho em. Cho nên quý vị thấy mình cho rau này, cho cá vào nó ra 3 tô quý vị ơi. Bây giờ nước đã sôi lên rồi. Vậy thì cá của chúng cơm. Ta mình hai xin 2 chén cơm để Hương chuẩn bị 2 chén cơm nha quý vị. Bây giờ là mình sẽ để bạc hà nè. Thì thường á là những cái món mà Phụng đang để thì cả nhà mình thấy là nó đầy đủ sắc hương vị ha. Nó có màu vàng của thơm, màu đỏ của cà, và màu xanh của đậu bắp, và màu trắng của giá. Thì lý do mà Phụng để sao là những cái món này nhanh chín lắm. Mình chỉ nấu được 3 đến 5 phút thôi. Nếu mà mình nấu mà lâu hơn nữa thì nó sẽ bị rã ra và nó mất ngon đi. Mà đúng là nếu mà ở thí dụ bây giờ là Phụng ở Sóc Trăng, Phụng cũng làm y như vậy hay là Sóc Trăng cái món canh chua nó có cái thêm cái gì khác hả Phụng hả? Thường á thì giống như nếu mà chưa có cái cốt của lẩu thái của mình á thì Phụng phải dầm me nè, rồi phải có sả nè, rồi phải có màu. Nếu mà bình thường mình không để màu gì hết thì nó ra một cái màu tái tái đục vậy, như nước cơm vậy, nó không hấp dẫn cả nhà mình. Nhưng mà một hồi nhà mình xem ha, khi mà Phụng nấu xong rồi á, nó sẽ nhờ cái màu điều ở trong cái cốt lẩu thái này á, nó làm cho cái món ăn của mình nó đẹp mắt và nó hấp dẫn. Và cái màu của cái bột ớt chuông đó quý vị và paprika, cho nên Phụng sẽ thấy nó thơm. Phụng nói rất là đúng, ông bà ta rất là hay, vì ông bà ta nói là mình ăn uống bằng mắt rồi mới đến bằng mũi và cuối cùng mới bằng miệng. Ai cũng nghĩ là mình ăn là mình bằng miệng chứ không phải. Cho nên cô Phụng nói mà nấu canh chua với cốt lẩu Thái Lan á thì nó có cái màu đẹp quá, làm cho mình cảm thấy là nó ngon rồi. Cái mũi nữa ngửi thơm là ngon thêm thứ hai, và cuối cùng nếm là ngon hoàn chỉnh không Phụng hả? Đúng rồi chị. Rồi bây giờ vậy là bây xong giờ rồi, tắt bếp ha. Chờ nó sôi lên một tí là mình tắt bếp được. Thay vì bình thường á, nấu canh chua bình thường á thì lúc mà cuối cùng này á thì mình sẽ để là
ví dụ như ngò gai hay là ngò ôm hay là những cái rau mà tăng mùi thơm, nhưng mà với Phụng thì chỉ có cái cốt lẩu Thái này thôi là nó đã đủ thơm rồi. Wow, nên là không cần gì hết. Tiết kiệm được nhiều tiền nha. Tại vì rau ngò ôm, ngò gai hơi đắt tiền. Đúng rồi chị. Dạ. Và đâu phải là ở đâu cũng có đâu. Dạ. Những quý vị mà ở những cái bang mà gần như ít chợ Việt á thì gần như là sẽ không có những cái gia vị như vậy, nên là cái cốt mà làm sẵn có những cái hư gia vị sẵn như vậy á thì quý vị sẽ đỡ mất nhiều thời gian. Vậy và thì bây giờ thì nó đã chín rồi đó chị. Bây giờ mình tắt bếp nha cả nhà. Hôm nay Thu Hương học rồi, rất nhiều. Mình canh nãy giờ là khoảng 30 phút thôi đó. Đúng rồi, bây giờ là mình lấy cá ra ha, lấy cá lấy thịt ra ha. Đúng rồi, nhưng mà chắc giúp em cái này nó mềm múc không được. Để Hương lại sẽ lấy cái này cho Phụng nha, để Phụng múc cá ra. Không múc luôn chị. À, em muốn để trong cái ơ này cho nó giữ nóng ha. Dạ. Ok. Rồi, ok, bây giờ giúp em một cái miếng nhắc nồi này để em... Ok, để Hương như này nè. Đó, bây giờ Phụng muốn trưng bày sao? Dạ. Đó, để ra đây nè. Dạ. Mình để ra đây xong rồi mình hạ cho khán giả thấy. Dạ. Ai xa về Hương rồi á thì cũng nhớ cái những cái bộ chén dĩa mà gọi là đây, Phụng để đây nè ra chị. Dạ, để dạ. Để không, để Hương để ngay đây cho bồ. Để đây để cho Bạch Phụng, để Bạch Phụng để đây cho khán giả thấy. Ok. Dạ. Đó. Rồi bây giờ đến cái phần là cái phần múc canh nè. Dạ. Đó. Phụng múc bây giờ Phụng sẽ múc. Vậy thì Thu sẽ lấy hai chén cơm nha. Ok. Lấy hai chén cơm với lấy đũa cho mình nha. Dạ. Dạ. Để mà lấy cơm với lấy đũa. Có đây. Dạ. Cho Hương xin cái hai chén cơm ha. Xong rồi quý vị ơi, hôm nay là bữa cơm gia đình với lại canh chua cá kho tộ quá đặc sắc quý vị. Canh chua cá kho tộ với một bữa cơm gia đình của mình nè. Hay. Rất là nhanh và Thu Hương học được ở Bạch Phụng là mình nấu canh chua không cần rau ngò ôm, không cần rau ngò ôm hay là những cái gia vị mà thật ra thì khi mình ở gần chợ Việt thì nó dễ lắm chị. Vâng, cái chuyện đó, nhưng mà khi mà những cái bà con mà ở xa hoặc là đột xuất mà muốn nấu mà đột xuất ví dụ khách đến nhà, đặc biệt ở chuyện khách đến nhà thì cái cốt lẩu Thái này là cái bí quyết của em mà làm cho mọi người bất ngờ. Ủa sao mới ghé, đâu có cho hay trước đâu mà mới có nửa tiếng mà có đồ ăn ra nóng sốt mà ngon lành như thế này. Thì đó là bí quyết mà tại sao mà mình lại gọi là rất là mê mấy cái cốt lẩu của bên quốc Việt nhà mình. Rồi bây giờ Hà chuẩn bị thử. Nhưng mà Phụng ơi, vậy mình ăn canh chua cá kho tộ này nè, thì cái thức uống của mình là gì mà Thu Hương thấy là Phụng có một cái bộ tách trà rất là xinh. Vậy thì Phụng nghĩ là cái thức uống của mình là uống trà hả? Trước khi show đó quý vị biết không, Bạch Phụng hỏi là chị Hương ơi, cả quốc Việt mình có cái loại trà nào ngon ngon mà chắc chát. Thì Thu Hương muốn nghĩ ngay đến cái loại trà búp mà có thể gọi là cái tên của mình là gunpowder. Tại sao gọi gunpowder? Vì là nó như là cái hộp của cái lá trà nó ve trò vo tròn lại nè quý vị. Thì hôm nay nè Thu Hương sẽ lấy cái trà gunpowder của Cà Phi nè, là chi nhánh của công ty thực phẩm Quốc Việt, pha cho quý vị biết thử một cái bình trà, một cái tách trà rất là dễ thương mà Phụng đã mang đến cho chương trình ẩm thực ngày nay. Vậy để Thu Hương pha trà cho quý vị nha. Nè, đây là cái gunpowder mà gọi là trà búp đó quý vị. Mà loại trà này là loại trà hữu cơ, tức là trồng thiên nhiên, không có phân hóa học. Và sau đó Thu Hương lúc nào cũng nói với quý vị là pha trà Phụng phải nhớ là không pha với nước gì. À, không pha nước lạnh. Nước sôi. Nước sôi. Không pha nước sôi, sorry. Nước sôi nước là lạnh chỉ... và nước sôi. Nghĩa là để giữ được cái chất lượng của nó đúng không chị? Đúng rồi, chỉ pha với nước nóng thôi nha quý vị. Tùy theo nước nóng là Thu Hương nghĩ rằng là khoảng chừng 180 cho trà xanh và 190 là cho trà đen. Để mà khi mà mình cái trà đó thơm mà nó không mất đi cái mùi hương khi mà quý vị pha trà và cà phê với nước sôi. Đó, vậy thì bây giờ trà đã xong. Bây giờ thì đây là để phần... chuẩn bị cái mâm đồng quê của mình đâu ta. Cái mâm đồng quê nữa. Ok, thấy cái cá kho của Phụng đặc biệt của quý vị ơi, nhìn hấp dẫn ghê, còn không khác gì nhà hàng nha quý vị. Rất chắc là hay, ngon, đẹp, màu đẹp quá, màu sắc rất là đẹp. Ok. Đó. Rồi. Đây, để Thu Hương muốn thử coi cái miếng cá của mình á, nó có cứng không nha, đúng như lời của cô Bạch Phụng nói không nha. Để Thu Hương phải thử. Okay. Bây giờ rồi. Dạ. Ok, thì thường canh chua cá kho, cá nấu canh chua thì mình nên có một miếng nước mắm cả nhà mình nha. Mình để nó chấm cá cho nó đậm đà. Đúng rồi đó, Thu Hương ăn cái gì cũng có nước mắm để chấm vô cho nó đậm đà.
ớt thì thường á, mình sẽ có nhiều loại ớt, nhưng mà cái ớt hiểm mà mình cắt lát như vậy á, thì để mình chấm với canh chua á, thì nó gần như là nó bắt mắt và hao cơm á. Rồi, đây đó là cái bữa cơm gia đình của mình đó, canh cơm chua cá kho tộ. Vậy thì bây giờ sau đó đó, để cho quý vị thấy cái mâm cơm gia đình của mình cho bốn người đó rất là nhanh. Vậy thì bây giờ Phụng phải lấy cái này vô cho Hương, lấy cái cá vô thôi. Okay. Để Hương thử, để đây nè. Đó, để Hương thử rồi Hương phải cho khán giả của ẩm thực ngày nay biết yeah. là như thế nào. Bây giờ đầu tiên là Hương phải thử miếng cá nè. Đó. Wow, hay thật. Thường thường đó Hương cứ thắc mắc hoài, tại sao mà ở nhà mình kho cá lâu mà mình đi nhà hàng sao mà có chút xíu đem cá ra cho mình rồi. Đó. Ngoài ra cũng phải thử một một miếng này có nếp có tẻ nha quý vị. Một miếng cá, một miếng thịt đàng hoàng nha quý vị. Nói trước là thơm. Ăn mê rồi bị lên cân rồi đừng có đền mình nha. Okay, rất là vừa ăn. Dạ, yeah, mà nhanh nữa chị thấy không? Ngon. Mà không phải nhiều gia vị khác nhau, chỉ có hai loại gia vị thôi. Dạ. Cái miếng thịt nó tưởng là nó không chín. Dạ. Yeah. Nó ngon lắm quý vị ơi. Tự vì cái bí quyết là cô quyết là cô Bạch Phụng nhà ta đó. Cắt cái thịt thật là mỏng. Dạ. Yeah. Nó vừa vừa thôi. Dạ. Đây là những cái miếng thịt mà Phụng sẽ gắp thử cho nhà mình coi nè. Nó như thế này cả nhà mình nha. Cắt miếng thịt mỏng thôi quý vị ơi. Làm cái món cá kho tộ không sợ vì rồi. Các em không ăn cá thì các em ăn thịt. Đúng rồi. Và trong gia đình mình á, có nhiều người đâu phải là lúc nào có người nào cũng ăn cá và không phải là ai cũng ăn thịt. Cho nên mình vừa kho có cá có thịt như vậy á. Vậy bây giờ nó sẽ dễ ăn hơn. Xin phép quý vị là Thu phải thử một miếng canh nhà ta coi làm sao nha. Một miếng canh coi nó như thế nào nha. Thu phải hút một cái miếng nước coi trước coi làm sao và Thu thích thử một cái miếng cá. Chị biết không, mỗi lần mà em nấu hai món này cho con em ăn á thì các cháu rất là mê. Yeah. Rất là đủ độ chua với đúng cái tên là canh chua, độ thơm và độ chua và cái màu nước rất là đẹp, rất là đẹp. Vậy thì bây giờ sau khi mà mình tạm chia tay với lại quý khán giả của ẩm thực ngày nay đó, bây giờ xin cảm ơn Bạch Phụng với một cái tách trà búp để mà mình uống với nhau để coi đúng cái khẩu vị chát mà Bạch Phụng đã yêu cầu chưa. Thì Phụng ở Việt Nam Phụng lại thích cái trà mà nó phải có cái hậu chát. Nói chị Hương ơi, cà phê nào của mình có cái trà nào mà cái hậu chát chát, đừng lo, cà phê nào có tới 7 loại trà. Cho nên đây là hậu chát của Phụng đó. Yeah. Bây giờ hai chị em mình cùng một cái nha. Cái tung trà dễ thương quá. Yeah. Uống một miếng đi rồi mình chào khán giả. Thơm ngon quá chị hả? Chắc đúng chưa? Yeah. Mà đặc biệt á, Phụng còn biết á, là sau những buổi ăn á, mà mình uống trà, thì trà nó giúp cho mình tiêu hao cái lượng mỡ. Wow. Trong thức ăn cô Bạch Phụng nhà ta là nghiên cứu rất là nhiều cái loại mà ăn cho tiêu hao mỡ, vừa đẹp vừa ăn ngon mà vừa tiêu mỡ đó quý vị. Đúng rồi. Xin đại diện cho khán giả của ẩm thực ngày nay xin rất là cảm ơn Bạch Phụng với cái món canh chua cá kho tộ đã đến với khán giả của ẩm thực ngày nay. Quý vị ơi đừng quên email cho Thu Hương và Bạch Phụng qua ẩm thực ngày nay @quốcviet.com. Nếu mà các bạn chưa biết Quốc Việt Food là gì hoặc là các vina với các loại trà là gì, mời các bạn vào trang mạng quốcvietfood.com và có chữ S nha quý vị. Còn các vina là tất cả về thức uống, cafvina.com. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin thân chào. Chào.